Cũng đã 11 năm làm về Forex rồi. Còn trước đấy nhiều nữa ấy, đúng không? Nhưng mà thực tế làm mà bây giờ đợt tới là series về Forex thì tôi sẽ phục vụ các bạn về Forex nhé. Rất nhiều người hỏi tôi là thầy làm về Forex đi. Ok. Cái góc nhìn về Forex nó sẽ khác biệt với lại tất cả mọi người đang làm. Trên mạng chúng ta gõ Forex là gì, nó ra ti tỷ đúng không? Chuyển giá ngoại hối đúng không? Rất nhiều. Về cơ bản là chúng ta phải học những cái đấy. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ phải thấy được phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật làm gì. Thì bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ bắt đầu vào cái series của video Forex. Những người mà hiểu về Forex thì phải hiểu được cái bản chất của nó và những ai là kiếm được tiền từ đó, đúng không ạ? Ví dụ là đào tạo Forex là tôi kiếm được tiền nhiều này, đúng không ạ? Ông đánh thế nào, ông đánh commission tôi kiếm được này. Do vậy là ông phí, ông IB đấy, ông intraday broker đấy là ông kiếm được này, đúng không ạ? Đó, rất nhiều. Thế tuy nhiên là chúng ta để mà đầu tư được Forex ấy, chúng ta phải vượt qua được hai cái ngưỡng đó. Chúng ta có thể làm đào tạo, nếu là chúng ta đào tạo chính là đi học đấy. Đầy ông đào tạo không biết gì nhưng mà sau một thời gian đào tạo ông đánh cũng kinh đấy. Đầy ông thì chả biết gì nhưng mà ông làm broker môi giới, ông biết đánh ở mầm, học mót, học lỏm đầy các phương pháp. Cho nên là cái này không thể nói được cái nào đúng cái nào sai. Nhưng vấn đề ở đây là gì ạ? Cái người mới tham gia vào Forex thì người ta cần phải trang bị một số kiến thức và một số cái quy định và dễ hiểu. Đừng nghĩ rằng 10 triệu chúng ta có thể all in và chúng ta có thể thắng được và chúng ta có được 100 triệu, không có cái chuyện đấy. Và Forex nó quá hấp dẫn bởi vì số vốn ít mà mình có thể có một giấc mơ lớn. Thì đây chúng ta vào cái chủ đề Forex. Ví dụ hôm nay tôi theo cái kèo Euro tôi mua thật nhiều đúng không ạ, nhưng nếu đồng nghiệp chỉ xuống cái là tôi cháy tài khoản thôi đúng không ạ. Nó rất nhanh, nó biến động cực nhanh và nó phê lắm, chốt lời theo ngày và đúng thì chúng ta cảm thấy phê lắm. Rồi mua dầu, nói chung có tất cả các thứ chúng ta mua, từ chứng khoán Mỹ đến các cái cặp Úc buổi sáng, buổi chiều là Euro bảng Anh, đúng không ạ? Thực ra những người đánh Forex như này, cái commission và cái hoa hồng cũng như là cái lợi nhuận họ rất là khiếp. Họ đánh rất là tợn tay, đúng không ạ? Và đừng chơi Forex nếu còn quá phụ thuộc vào trò kèo. Mình phải học, đúng không ạ? Mình phải mở cái tài khoản 100 đô xong mình đánh 0,01 xem nó biến động thế nào. Forex nó còn phụ thuộc vào tính cách nữa, tính nóng của các bạn không đánh được đâu. Nó rất nhiều. Forex thì thích đòn bẩy, giấc mơ đổi đời. Nó dễ vì thích đòn bẩy, giấc mơ đổi đời, làm giàu từ 100 U, tức là một mỹ từ đấy. Giấc mơ giàu nhanh, các yếu tố về dễ dàng phân tích, sẵn tài liệu đầy trên mạng, dễ dàng tìm kiếm, sàn mọc ra như nấm, các em bé xinh xắn tư vấn, không có chuyện dễ giàu. Forex thì đào tạo và broker giàu mà thôi, đúng không ạ? Chủ sàn giàu, banker giàu. Nó rất nhiều các cái. Và qua đây tôi cũng PR quỹ Gen Gen, nó tập trung vào đánh Forex, nó đánh hedging, đánh vừa mua vừa bán nhé, để no loss cho khách hàng đấy. Chúng ta có thể vào quỹ Gen.